Thầy biểu em ở lại đây, thằng Tấu ông chị với Linh, tao nói Linh cái gụng què hả, đi về đi, ông ở đây mà làm gì đây, nó không chịu. Tới tôi đào lên, tôi ngồi lên là cái áo bộ quần y thân ngày đó luôn, tối đêm đó luôn. Tối đêm đó là tôi biết tối đêm đó nó giết luôn, bị còn mặc bộ đồ y thân chưa có thai mà ngồi lên còn xương không à, giết mở mở cục cục cũng tan, ngay còn mặt nó tan nó tan. Em bạn gì nó với lại em buồn đó, tới cũng khí gì đó còn nó ngừng ngay đó luôn. Nhớ kia nó quá trời tao ngứa à, ngứa cầm cái cà dầm với mấy bước là gì nè, trộm cắp với mé chủ ngọn đây, bước lên đây là có rồi. Quá ngứa, bước lên gãi gãi, nó lấy dài dành, nó cầm. Cầm là nó dịnh đó, còn tay nó gãi, khiến gì, lưng. Nó cầm, là cầm ngay trăng cái lỗ mũi cái miệng của ông Phượng. Nhớ ra là có ba sao đầu. Cô bác của anh chị tiếp tục hành trình về vụ án hai tỉnh. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục qua nhà ông Tư Nhã, người mà đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện về vụ thảm sát năm xưa, và đặc biệt trong đó có một nạn nhân thứ tư, để phanh phui toàn bộ sự việc như thế nào. Mời cô bác của anh chị cùng theo Bùi Hồ lên xuồng để qua bên kia tìm gặp ông Tư Nhã, người mà đã chứng kiến toàn bộ sự việc này nha. Mặc dù là nạn nhân cũng đã chết đi và kẻ thủ án cũng đã không còn nữa, nhưng hôm nay Bùi Hồ muốn quay lại clip này để cảnh tỉnh những người mà đã mê tín dị đoan, không tin vào khoa học và mê tín dị đoan, đã có những người đã tan nhà nát cửa và thậm chí là mất đi cả tính mạng của mình. Đó là cái thông điệp mà Bùi Hồ muốn gửi đến cô bác quý anh chị trong video clip ngày hôm nay. Sau một hồi lâu thì Bùi Hồ cũng lặn lội ra đến nơi mà ông Tư Nhã, người mà đã chứng kiến toàn bộ cái câu việc mà của vụ án thầy bùa hai tỉnh năm xưa vào năm 2000 á, thì ông Tư đã kể những cái thước phim rất là hay. Mà hôm nay thì đến đây thì ông Tư cũng đang làm gãy nè, đó, đang làm ba cái cỏ mít. Bây giờ mình sẽ đến đây hỏi chuyện về ông hai tỉnh và vụ án năm xưa. Con chào ông Tư, khỏe không Tư? Ba cỏ nè, mưa làm. Mới có mấy tháng này. Dạ. Mới trồng hồi Tết tới giờ. Làm hồi ra đây làm lâu chưa ông Tư? Hả? Ra làm chưa giờ. Ông Tư này là người rất là vui vẻ luôn. Hòa đồng đúng chắc là dân miền Tây luôn á. Tôi cũng có khi anh em được kia con cháu ông tới hỏi hoài. Tại vì thuật lại câu chuyện thì con muốn mang cái video clip này ông Tư, cảnh tỉnh cho những người mà mê tín dị đoan, bài trừ mê tín dị đoan, để mà cho những người phụ nữ mà khi mà cự lộn chồng con đồ đó, đi coi thầy coi bà đó. Thì trước đây ông Tư có kể cho con một cái câu chuyện là từ một người hai tuần cho đến là làm một thầy thuốc. Ở khúc đó thì còn tiếp theo có thể ông Tư kể cho con nghe về cái vụ thảm án mà giết người của cái tên hai tuần này không ông Tư? Thì câu chuyện của ông thì ông mới đầu thì ông dựng lên, ông nói trị bệnh này nọ đồ kia gì đó. Dạ. Thì ông con leo này cho ghi âm cho vậy. Thì ông thừa cơ hội đó thì ông ta mê tín, ta nói ông trị bệnh đồ kia hay, chứ thực tế là mình chắc thấy ông đâu có hay ho gì đâu. Dạ. Tại ông dùng những cái thủ đoạn mà ông nói ông trị bệnh, rồi ông cũng như có cái chuyện mà ông sai đó, cái đám thiên linh nó đi đó. Dạ. Nó khảo sát trước người ta sợ, nhưng mình ở đây thì tôi ở đây tôi biết ông đâu có gì đâu. Có một cái câu chuyện là đến nạn nhân thứ tư đó ông Tư, thì mới phát hiện ra là cái tội ác của ông hai tửng này. Thì tại con không hiểu tại sao là những người vòng vòng ở đây thì ba nạn nhân trước đây thì tại sao không phát hiện ra được, hay không Tư? Mình tôi ở đây thì tôi ở gần đây nè, tôi biết ông ngồi, ông ở ngay đây nè, ông đậu ngay đó đó, ngoài trước này luôn hả ông Tư? Đây là ngay ngọn đậu cặp ngọn đó đó. Dạ. Ừ, ông có nhiều khi ông trị bệnh rồi kia mình cũng có lỡ coi, mà mình biết ông trị đâu có được đâu, tại ông dùng những cái thủ đoạn đó người ta đồn ra, bị ông có giờ nhỏ nga thể đó, không như đi tuyên truyền, nó nói ổng làm bệnh này nọ được kia hay,
Cái thực tế ra là ổng trị không có hay, nhưng mà có một cái đó là ổng như ổng dụ người ta, ổng dụ người ta là trị bệnh, mà ổng có cái ý đồ là ổng dụ là ổng giết người. Đàn ông lấy ông luyện thiên linh vậy thôi, thì ông lấy mới có ba cái đầu. Lấy cái đầu tiên đó tôi có biết là để tôi biết, chỉ biết ông mấy người lợi trị bệnh đó, tôi nói tôi la lắm, là tôi nói ông trị không có hay ho rồi đó, mà nhiều người vậy đó chứ không thôi cũng bị hại nhiều lắm. Bị đó ở đây có hầm nhà chú Bảy nè, ông ở đây, ông ở dưới ghe có hầm đây có cầu, bữa nào tôi cũng đi qua, dắt trưa chiều tôi đi qua đi cầu cá đó, ngồi nói chuyện với kêu tôi ông Tư không à, đi kêu ông Tư gì qua mình thấy y trị bệnh rồi kia, tôi nói ông trị không có hay, trị không được thì chạy người ta đi, để người ta ở đây ông trị hơi chết người ta nữa. Ông nói tôi làm được ông Tư, tôi nói được què ông làm không ta chết bây giờ. Mà cách ông trị là thuốc gì hay ông Tư ha? Ông trị gì đâu, đồng binh xe đa mà ông trị cùng què thằng kia nó 80 kg mà ốm còn có ba mấy ký đó, mà tôi đi qua mà ông trị ông nói hết, tôi nói không có hết. Ông có ngủ ý mà mình giờ mình biết, ông bị ông Hảo đừng bà lắm. Vợ thằng đó đẹp lắm, thằng đó mới có ba mấy cái tuổi, chừng 40 tuổi à, mà nó là 80 kg đó, bự cao to tôi vậy đó. Nặng ốm còn ba mấy ký, mà có khi qua nói bị vợ y đẹp lắm. Dạ. Con nhà giàu mà tôi mới hỏi vợ y, tôi nói ảnh hồi đó anh làm ở đâu, nói ảnh qua làm biên giới, giờ anh bị bệnh anh mới về, hỏi bệnh gì, nói bệnh xe đa. Tôi nói tưởng ô xe đa chị biết gì, xe đa giờ chết. Rồi y mới nói, y nói trị được ông Tư, trị được hồi nào, trị hầu thằng đó nó, y lột áo y nẻ đó, máu chảy là tầm tã hết rồi. Lột áo cái là người trị bệnh xe đa. Ừ, lột ra gượng nẻ, nẻ lấy nẻ máu nặng ra máu độc đó, nó máu độc. À, máu chảy tụi nay gồng này chút hết máu chết. Tôi bỏ tôi đi ra đó, tôi đi về anh này. Hầu cái ông Bảy ông chủ nhà ông la ông đấy, ông Tư ô, thằng Tửng nó làm tao chết queo rồi. Ông lỡ là ông tiếp tôi, nên tôi trả lại. Tôi trả lại tôi nói, vợ nó tôi nói, cô có cãi tôi không à, đem nó cho chú nó về bển đi, bên nhà máy anh Tan bên đó, để ở đây cho nó làm cho chết rồi giờ làm sao đây. Tôi trả lại cái nó chạy ra, chạy ra tôi nói ra à, mày trị bệnh tao chết rồi chạy đâu Tấn. Cái này tôi chạy đi kiếm sinh phụ, tôi lấy cái ấn, tôi mới chữ nó, tôi nói bà nội mày chết ấn, người ta chết rồi mà lấy ấn gì nữa, nó lấy ấn lần cứu này, tôi nói chết rồi. Tôi mới trở ra chí nó là không cho nó đi, tôi với ông Bảy chủ nhà nói, người ta chết rồi mày ở lại đây mày tính toán tiếp tao. Vợ thì mới mượn tôi nói anh Tư ơi, anh đó ngọn đến khô queo à, anh mượn cái xuồng dưới cái máy anh đưa chồng em qua đập coi, anh đập ngoài Tân Hưng hồi đó ở trong này biển bê bao đó, đưa ra đưa qua đập ghe bánh nó chạy chuyền qua đập chở về bến. Mấy nhỏ chết này nè, tôi vô tôi đi xuống chắc nhằn vàng tôi gặp, bị hồi đó tôi mấy đứa này chết, đứa nào tôi cũng có đào hết á, ba đứa này là tôi đào mà lúc đó đào là công an tỉnh nó quay phim tôi đó, đậu nó nghĩ là tôi đó, tôi đào tôi ngoài đó là mở nó dính là từ đây là trở xuống mở cục cục bằng ngón tay vậy, là biến chết mới ngắn ngày quá mà ba đứa đó đứa nào tôi cũng ngoài vậy. Bị mấy y mượn, mấy chú công an đó mượn nó ở đây anh gành anh lợi anh làm giùm ông tôi, dạ em ghế tôi lợi ngoài lên gặp nhớ nó mặc bộ đồ y gan. Giấc chiều đó tôi biểu nó về, nó không chịu về, nó tên đẹp. Tôi nói cô Tấu Hồ đi về đi, ở đây chi, nói ông thầy biểu em ở lại đây, đằng Tấu ông trị với Linh. Tôi nói Linh cái gụng què họ đi về đi, ông ở đây mà làm gì đây. Nó không chịu, nó nói giờ mắt bưng cái nồi xuống nấu cơm cho ông ăn. Bưng nồi cho càng vàng, nó vô ông mặc cái quần lửng, cái áo thùng mỏng, sát nách. Tới tôi đào lên, tôi ngoài lên là cái áo bộ quần y thinh. Ngày đó đêm. Luôn, tối đêm đó luôn. Tối đêm đó là tôi biết tối hôm đó nó giết luôn. Bị còn mặc bộ đồ y thinh chưa có thai mà. Bị tôi biểu nó về, nó mặc bộ đồ nó biểu về, nó không chịu về.
Tờ nói tới tưởng này thôi, nó biết bao nhiêu mà. Vậy là ba người chưa chết trước đây là không ai biết ông Tư. Cái khi mà cái thi thể thì moi lên thì ông Tư gặp cái nguyên vẹn không hay sao? Moi lên còn xương không à, giết mở cục cục cũng tan, còn bằng ngón tay. Dạ, con nghe nói là khi mà công an lên điều tra thì đã bị trên nhà ông có ba cái xóa đầu không Tư? Có, lúc đó bằng đằng này bao bắt nó phát hiện Phượng đó, Phượng con bà cô Tám đằng đó nó giết chết đó. Cái chuồng nó đem nó chôn ngoài, nó đắp đất nó để ngoài đầu ngọn này nè. Nó phát hiện ra kiếm tới ngày thứ ba mới được Phượng đó. Ông Phượng chôn nó ngay chỗ bị xa đứt ngay chỗ ông đi trên xanh đó đó. Ngay bên Tám Cầu đó đó. Ồ, ngay chỗ Gò Mã đằng đó đó hả? Ngay đó đó. Là cái đó là người nhà chôn hay sao ông Tư? Hay là hai tửng chôn? Hai tửng chôn. Hai tửng nó chôn, nó đào cái ngọn gì nè, anh đào xéo xuống gì nè. Dạ. Nó đưa đầu lên xuống khoảng nhiêu nè, lúa đầu lên. Đằng nó đêm thứ ba là gã cắt, mà đêm đó đằng này phát hiện rồi. Là đằng ngay chỗ Gò Mã đó luôn không Tư? Đó, bên gò chứ, gò cây cọng đó đó. Ngay đầu gấu gấu gì nè. Lậu ụng ụng, cái đó chỗ đó có cái gò. Dưỡng lậu ra, kiếm đi ra mò ai mò ai. Đi kiếm bơ sồn, chứ không gặp. Nhỏ em bằng gì nó với là em ruột nó. Tới đó nó cũng khiến gì đó, đúng rồi, nó ngừng ngay đó luôn. Nhỏ kia nó quá trời tao ngứa rồi, nó ngứa cầm cái cà dầm dưới mé ăn bước lên gì nè. Bị gì nó chôn cắp dưới mé sự ngọn đây, bước lên đây là tới rồi. Quá ngứa, bước lên gãi gãi, nó lấy cà dầm gì nè, nó cầm gì đó, cầm đằng nó dịnh đó, còn tay nó gãi, nó khiến gì đó, nó linh. Mẹ nó cầm là nó cầm ngay trăng cái lỗ mũi cái miệng của con Phượng luôn. Nó cầm cây dầm là tôi chạy ra. Nó cầm cây dầm, khi nó lấy cây dầm lên bị đất nó làm láng lắm. Nó làm gì nè, nó chôn rồi nó làm như dịch lết láng gì lắm. Tôi chạy ra thì tôi lậu đất đây, tôi lậu tắt, tôi lậu ngang ở đó. Nghe nó la làng tôi chạy ra tôi coi. Tôi lấy tay tôi dở cục đất lên. Mấy y mới hay y mới chạy ra, tôi đuổi trở vô bắt con Tấn con Phượng, chứ mấy anh kia mới lên đầu. Mấy đêm nó nói cái này cái mỏ con chó hay là con heo gì á, bị người chết mình 3 ngày rồi, nó sưng nó dãnh lên đó, ngoài lỗ bà lớn gì nè. Tôi mới coi, tôi lấy tay tôi khự ra gì, tôi xuống tôi dòm xuống. Tôi mấy y chạy ra vậy, tôi chặn tôi la lại chạy ra tới đây. Mấy y chạy bọc ngọn đó đó ra. Tôi nói trở lại bắt con Tấn là nó đừng ngủ nhà. Nó đầu dí, đủ nó biết bể rồi, phát ra anh chạy. Chạy xuống, nó có dắt theo một cái dao thái nữa. Gỡ dưới cũng phe dòng họ anh em ruột nó đó, ở dưới dí lên, trên này dí xuống. Ủa mẹ dí, anh lọc, anh vô nhà, ông từ nhà ông Ngầu. Ông Ngầu anh có cái dao thái, biết anh ngọt rồi, mình đâu có nhà nào dám vô. Giờ nó mang ông Ngầu ngoài đi, bao dây, đủ mẹ cầm cây dí ngoài bao dây nó. Cũng như kêu bao chờ đặng hồi đó phải có điện gì đâu, đâu có điện di động què gì, có điện bàn không mà trong này cũng đâu có đâu. Chạy kêu ngoài ngoài đây nghe ngoài nè, kêu biểu điện tình xã xuống giùm, điện xã ấp xuống vô giết giữ nó. Nó giờ nó giết người đụng nó bắt được nó rồi mà giờ không có nào dám vô đây. Xuống cầm súng được xuống mới vô khống chế gì bắt đem về gào để êm hiện trường đó, giữ nó đó, đem đánh gầu giữ hiện trường. Nghe em nó đồ kia đòi đốt, không có đâu cho đốt cái trại nó, nhà nó đó đâu cho đốt, để đằng công an huyện ta tỉnh ta lên đi mình dứt đó xã điện rồi đù mà lên thánh thằng nhà tôi vậy đó mà xe nó dựng tới hang không thấy là cũng như là cái đụng cái gì đâu á, nó lớn lao á, xe á người ta chen chân không lo. Bắt đầu công an huyện kia lên thì vô xét nhà nó là dở trong cái thùng đó ra đó, cái thùng đó là thùng cây, dở ra là có 3 xò đầu, yeah. Là Tấn Phượng là xò đầu thứ tư đó, còn 3 đứa đó là nó giết nó chôn, 2 đứa cặp cái vách nhà ngay góc cột, quẹo lên gì là anh đứa, cầu thang nó để ngay đây, quẹo lên đứa là anh đứa 16 tuổi nhỏ bán kiến thiết đó, con của một bạn Tân Huệ á, còn 2 đứa thì cặp vách bị dưới, 2 đứa thì ở xa, 2 người kia ở xa, Tân Thạnh. Dạ. Là có nghĩa là những người này là đa số là làm bùa làm ngải để mà dụ chồng về hay sao không Tư? Nó nạn nhân nó
nó tin tưởng lấy là nó làm bùa không à, thằng này nó làm bùa đó là bỏ chồng, làm cho thâu chồng, có người là chồng có vợ nhỏ làm cho ở lại, đâu có đâu, vậy mà nó trị đâu có ai mà hết, đâu có ai mà làm được đâu. Bên bị gì tôi biết, ở bên đó nó đi qua bên đó cũng nghe đồn đó, bên Mương Bảy Tân Quề này qua cũng bốn xe, mà thí dụ như ba mình đi, xe nào mình cũng chở vợ mình đi, mình sợ đó, chở vợ mình đi đằng là đó chị, mà đụng đến đâu cho đâu, cách xa nó khoảng chừng 2 công đất đó, mình ở đằng này nè, nó biểu vợ mình nó là đắng cho nó chạy, trời sao mình chịu không. Cái tôi nói với mấy thằng đó, tôi nói mấy thằng bay á, đi mình sợ khùng á, đi trị bệnh mà nó trị hết hồi nào đâu mà khơ khơ không à. Cái lợi đó viện hỏi vợ nó sao, hỏi mấy thằng kia hỏi nó biểu trị làm sao, nó nói đi là 8 giờ tối nó mới trị được. Thì đi bằng đêm, trị bệnh bằng đêm. Ờ, nó trị bằng đêm không, ăn phượng thì cũng chết, trị bằng đêm nó trị đó. Nó chị... đẹp rồi kìa, trị bà tàu bằng đêm không à. Cái nó nói nó làm không được. Nó 8 giờ tối mà đều đi cũng 3-4 mình nữa, cũng chở vợ theo nữa. Qua nó nói về đây, không kéo hết dòng họ đi luôn, đông có tị đâu được đâu. Làm mấy kia nó biết. Tôi nói nó thấy không, mấy ông cãi tôi nói y gan vậy đó. Vì đó con có ông chú Mười đó, ông nuôi cái bè cá lóc đó dưới mé sông đó, bị dứ đó đó. Bữa nào tôi lỡ uống nước trà đó, chiều nào ông lỡ đó. Trên này tôi lậu lỡ đó, lỡ chơi. Mà nó, lần này nó ớn tôi dữ lắm. Còn cái vấn đề mà chị Phượng tại sao lại tìm đến Hai Tửng không tôi? Bởi vì Phượng á, thì mình nói đúng ra nghe Phượng thì nó đẹp gái, phải không? Lúc đó là chị bao nhiêu tuổi không tôi? Lúc đó hả? À? Lúc đó cỡ 20 mấy tuổi, độ chừng cỡ 20 mấy tuổi. Biên Phượng nó đẹp, màn trong nó ốm, đen, xấu, dùng dư dịch mà mấy người đó đâu có đẹp trai. Mình nữ ra cũng chán, thì nó cũng đi làm, nó thâu này, nó ra thành phố. Yeah. Thì nó có cái ý đồ là vậy đó. Nó đi làm nó thôi ra thành phố mà nó có xuống 1-2 bữa trước, bà tám nó có đi 1-2 bữa trước rồi, mà thằng này nó làm mà nó cũng hẹn bằng đêm vậy đó, hẹn nhỏ này xuống nó mới gặp. Dạ. Tại đêm đó là nó giết luôn. Chị Phượng đi 2-3 lần rồi lần thứ ba mới giết luôn. Đi là 2-3 lần nè, bởi vì đi xuống rồi nó coi như bằng ngày đó, nó không có trị. Nhỏ này thì nó thiệt, nó biểu tấu nó xuống vậy đó. Nó bơi xuồng của mấy thằng anh nó xẹt đó, bởi nó giết rồi nó lấy cái xuồng đó nó chở bọc ngọn này ra đó nó chôn luôn, ở vô này nó móc xịn nhặn vô trong cái xuồng đó, bởi xuồng chìm dưới đáy sông luôn, đang đừng cho phạch lên đừng chừng cũng như phi tan luôn mà, nhưng mà nó phạch mấy tấm vạt, phát hiện được mấy tấm vạt con trâu đó là mình mới phát hiện, mình mới biết, rồi mới dở ra vụ án, mình dở ra nó dính y đó. Chứ thằng này mà đụng không phát hiện đó hen, chắc nó còn làm nữa, ai cũng tin tưởng. Nhưng mà ông Tư có nghe nói về luyện thiên linh cái gì không? Thằng Hồng nó làm đó là nó lấy con Phượng nữa là nó luyện đó. Nó luyện thì cũng như là nó nói đó, nó nói mình nghe. Khi nó luyện là nó lấy đủ 4 cái rồi là bắt đầu nó đọc bùa, đọc chú gì mình không hiểu. Nhưng mà nó liền gọi là trong 4 đứa đó là nó sai khiến đi hết. Sai âm hồn hả? Ờ, nó sai khiến đi hết. Nhưng mà cái chuyện nó làm thì nó nói gì thôi, chứ nhưng mình cái thực tế của mình là mình thấy là ai đâu mà làm thấy cái vụ đó đâu. Dạ. Đâu có ai làm được đâu, dễ gì. Con nghe nói là liền đó là đau thương bất nhập gì, súng bắn không chết gì không Tư? Nó cũng như nó liền, nó cũng nói nó giỏi lắm, mà tay thường thường ở đây là gặp nó là ớn à, nó đi là nó đâu có mang dép đâu, đi cho không à, mắt nó sâu xuống, chân mày nó gặm, nó đi là nó gục xuống không, nó không có giờ ngay tới, nó đi giờ tướng nó mình đi là mình phải chạy lúp xúp cho nó mới kịp đó, yeah. Nó đi bộ mà đi lẹ gì đó, đi bay vậy đó. Rồi sau này là cái tên mà Hai Tửng nó là bị bắn chết là ông Tư có đi xem không? Bắn là tôi hay rồi. Tôi hay là dắt chiều là mấy thằng bạn mà nó cho tôi hay rồi, nó nói
là ngày mai là thằng Tửng này đem lên là pháp trường chử bắn nó tại sân vận động ở xã Tân Quế. Rồi nói ở đây đâu có đường lộ đâu, đường mòn, đường chuột chạy vậy đó. Có đường bề ngang mấy anh tôi làm đang chạy vậy đó. Nhưng mà đi rồi tôi cho mấy ở đây hay. Nói vậy, tờ 12 giờ bắt đầu tôi đi, kéo xe chạy lên trạm. Ông Tư gặp bắn luôn. Đâu ở đó luôn mà, ở đó chừng nào bắn gầu mới về. Rồi lúc mà ra pháp trường thì thầy Bùa sợ đó, hai Tửng sợ dữ không Tư? Sao không? Đem đi vô cho ăn thì hỏi chở đi đâu rồi, mấy ở dưới ta chở đi đi đó rồi. Đâu biết đâu, thì đâu biết xử bắn gì đâu, tưởng đâu đem xử gì kiểu án gì hay gì cho ăn. Thì nói sao nay cho ăn dữ vậy. Để lên đó, tới xe đó đưa kệ xuống. Kệ xuống là y vô gặp. Y gặp quá thế người ta. Chắc nó chưa bịt mắt đi. Người nó gặp quá thế người ta đẹp để chữ pháp trường y sầm xuống liền. Công an hai bên nách hai bên kẻ lâu vô lết không. Chắc đi lết không, đủ mà mẹ đi. Lúc giết người ta thì gây gơ gợn chặt đầu rồi. Mà tới đó thì y lết không. Y lết vô cái bắt đầu cái mấy y mới đứng đó. Đứng nó đọc bản án được rồi rồi dễ y la quá thế. Dạ. Đấy mấy tay chanh giọng vô họng luôn. Cho mày hết la luôn. Giết người phải đền mạng rồi. Sau cái câu chuyện này ông Tư có muốn gửi cái lời nào đến những người mà mê tín dị đoan không? Thì cũng như theo chú nói thì cũng như mình thấy mấy người mà tên đài giờ tôi thấy cũng có nhiều người mê tín, mà tôi thì hồi đó tới giờ tôi không có thích cái vụ mê tín này. Nhưng mà tôi nói với anh chị em mà nhất là người những người đường bà, những người nữ là mê tín nhiều nhất. Không phải là riêng thầy Bùa này không, ở trên đời nhiều dữ dằn lắm. Nhưng mà mình phải tránh xa ra những cái người mà mình phải tin tưởng rằng là tôi nói với chú là không có một thằng thầy Bùa nào mà làm mà hết bệnh hay là làm để cứu người này mà hại người kia đấy. Không có ai mà luật pháp nào cho phép chuyện đó hết. Tôi nói những người ở đây nè, hồi đó không có tôi là cũng bị nhiều dữ lắm. Tôi đâu cho đâu, dễ gì. Đừng mà dòng này con cháu đồ ghê vợ tôi la cái lắm về nó làm đâu có hay ho đâu có biết cái gì đâu đi mê tính theo nó.